Ngay ngày đầu tiên của tháng 5, con giáp này sẽ cầu được ước thấy tài vận bùng nổ. Xin chào các bạn, rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn thành công trong cuộc sống. Và trong cái video của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là top những con giáp mà cầu được ước thấy tài vận bùng nổ trong tháng 5. Là những cái tháng đầu năm 2020 thì khá chật vật, thế nhưng bước sang tháng 5 thì tốt, những con giáp may mắn này sẽ đổi vận ngoạn mục, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa. Thì đầu tháng được quý nhân nâng đỡ, giữa tháng có bề trên chiếu cố, cuối tháng thì thần tài rót lộc vào nhà, nên là cả tháng 5 tốt con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, sung sướng như tiên. Vậy thì đấy là những con giáp nào, và bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với những con giáp này. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Dậu, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc và không ngừng nỗ lực, nên là Dậu được cấp trên trọng dụng, trao cho rất nhiều cơ hội để chứng minh cái thực lực. Bước chân vào tháng 5 thì con giáp may mắn này sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Khổ tận cam lai, sau những cái khó khăn gian khổ thì giờ đây Dậu sẽ vươn lên đổi đời, trở thành con giáp giàu có hơn người. Càng về cuối tháng thì Dậu càng ăn nên làm ra, ngay chính bản thân họ cũng phải hoảng hốt với cái số tiền quá lớn mà mình kiếm được. Và con giáp thứ hai đấy là tuổi Ngọ, sống phóng khoáng, ham thích khám phá và yêu tự do, nên là Ngọ rất thích hợp với những cái công việc đòi hỏi sự sáng tạo. Càng dấn thân dám nghĩ dám làm, con giáp bản lĩnh này càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, công danh sán lạn. Và cực kỳ may mắn là ngay từ những cái ngày đầu tiên của tháng 5 thì cuộc sống của người tuổi Ngọ sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Hãy nắm chắc thời cơ trời cho để tiến thân. Nếu vượt mất cơ hội nghìn năm có một này, bạn sẽ hối hận cả đời. Và tuổi thứ ba đấy là tuổi Tý, nổi tiếng là con giáp thông minh, khôn khéo và có tài kinh doanh, nên Tý sớm gặt hái được những cái thành tựu đáng nể trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, thăng tiến và có địa vị. Nhưng Tý không hề xem thường những người nghèo khó, họ sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ những người phận đời bất hạnh mà không suy tính thiệt hơn, nên là tích được rất nhiều công đức. Tháng 5 năm 2020 thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nên Tý sẽ ăn nên làm ra nhiều tiền vô kể. Và từ giữa tháng trở đi thì Tý chỉ việc rung đùi hướng lộc, đời sang trang mới, khiến ai cũng kiêng nể bội phần. Quý vị thân mến, trên đây đấy là top 3 con giáp cầu được ước thấy tài vận bùng nổ trong tháng 5 của năm 2020. Những con giáp này sẽ đổi đời ngoạn mục, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa. Đầu tháng thì được quý nhân nâng đỡ, giữa tháng thì có bề trên chiêu cố, cuối tháng thì thần tài rót lộc vào nhà, nên là cả tháng 5 năm 2020 thì tốt những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, sung sướng như tiên. Quý vị thân mến, tuy nhiên thì những cái thông tin này cũng mang cái tính chất là tham khảo, chiêm nghiệm, không phải ai cũng thành công trở nên giàu có, công thành danh toại chỉ nhờ vào cái bản mệnh của mình. Và cái quá trình nỗ lực, kiên trì, phấn đấu, nắm bắt cơ hội mới quyết định được việc con giáp này có đổi đời được hay không. Do đó mà các bạn đã có cái vận mệnh tốt thì hãy cố gắng hết mình để đạt được cái sự thành công như mong đợi. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về cái tuổi của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại cái lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý vị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.